นี่คือกับหมอพร้อมกับห้างกันไหลประเทศนอกย่าเขาห้างคนเก่าเมาเมื่อไหร่เก่ากันเรียกความสาวเมื่อไหร่ที่สูงแล้วขอความง่ายเนาะจะเริ่มเขาปีบ้าอีกจะเป็นอีกรักษาได้ป้าเขาตังแรงชายเป้ที่ไปไหนวะมาเขาไอ้มาคุ้มว่ายังไม่คิดถึงเจ้าเลยมาเอาเป็นเนี่ยของหลอนสุดท้ายเจ้าเอ้ยมีเด็กกันเขาอยู่ในเขียวมีได้เขาป้าเขาเขาโป้ป้าเขาป้าป้าเขาโป้ป้าเอ๊ะนี่เราเชื่อถูกไหมเชื่อถูกไหมเออเชื่อกับเธอก็ดีใครมาเนื้อใครมาvì hàng trung vai con gái cho cửa hàng tạp hóa tình như trung vai hàng xóm sư tùng trong vai bác chuyển bạc hồng diệu trong vai con gái người cai nghiện ma túy thành công trở về chịu khó làm lão nga trong vai bí thư đoàn thanh niênมาแต่งไล่ฟ้าสองงอคนกินห้าปลาแข่งข้าวปลาช่วยไปกบกินเงิมเกลือปลาเล็กกับเนื้อหิ้งเชียร์ทุกคนดูมันเงาไปไปมาข้ามานี่เฮ้ยไปมากินข้าวไปกว่าโบกินได้เพี้ยครับหน่อยเท่าไหร่เท่าไหร่มาเติมโน่ที่ผ่านตัวดีๆได้ไม่ต้องมาตัวดีกินข้าวมาแต่งไล่เล็กมองให้มาโชว์ดีLàm nước ơi! Làm nước có chồng chị Như ơi! Chị sang đây em bị mất điện thoại rồi! Chú vui mẹ tuyển được ca sĩ mới à? Tuyển ca sĩ mới? Chưa thấy hát bao giờ ấy. Chả đấy mà nhiều hôm nay... Làm sao đây? Ai mất chồng đây? Ôi dồi ôi! Em bị mất điện thoại rồi chị ơi! Điện thoại nào?Điện thoại của cô ấy hả? Ừ, đấy, cái điện thoại này. Để tôi gọi nó mà. Thôi, chị không phải gọi đâu. Em gọi rồi không có tín hiệu. Mà từ sáng đến giờ, em mãi bán hàng, có đi ra khỏi quán đâu. Đó là cái chiếc điện thoại mà chồng em vừa mới mua cho tuần trước kỷ niệm 10 năm ngày cưới chị ạ. Ôi dồi ôi, điện thoại kỷ niệm 10 năm chắc là đắt lắm. Nhưng mà cô thử nghĩ lại xem, từ sáng đến giờ ấy,có ai đi vào cửa hàng cô mua hàng thấy mặt đáng nghi không? Hay là điện thoại quên gì? Điện thoại chắc chính là bất thường gì ạ? Từ sáng đến giờ khách mua hàng đông, có cả quán quen và khách qua đường, em cũng không nhớ hết rồi. Phải là em mới dặn xem.
À đúng rồi. Đi tìm nếp tan kia đi. Có cái thằng gì ở trên bàn. Có lẽ là mua một lá thuốc lá. Đấy, chắc chắn là muốn cháu lấy. Thì không là ông mạng ở đây. Đúng rồi, cái thằng gì bạn đấy. Ủa? Ừ, chào Như, bạn Như. Toàn là hàng hóa. Nhiều sản phẩm mới báo tảo ván. Bây giờ hở ra một cái là lại xảy ra bao nhiêu chuyện. Nếp tan bản tảo ván này này. Bán nó xe đạp. Bán thì báo công an xã rồi. Bà Hoa thì bà bảo mất gà mất vịt. Xong lên đến nhà cô thì lại bảo là mất điện thoại. Cái này không có điện thoại là không có bao bì đóng gói nhỉ. Để tôi đi xem nó còn đấy không, thì tôi bảo con khỉ vào đây nói chuyện với cô. Chị ra xem của em. Bố ơi, bố về được dán con thấy vui lắm. Bố, tan biệt xong rồi đừng dán nhẹ với nhau. Bố, thì ngon lắm bố ơi. Con khác một đôi chạy công. Đây cũng là nếp tan của... À, thằng Thủy, có búng dung ngồi đây được à? Mày cứ đi cai nghiện về đúng không? Mày biết cái gì chưa? Sáng nay mày sang nhà cái Khoan mày mua ba thuốc lá ấy. Có thể không thiếu cái nữa. Bây giờ cái Khoan nó mất điện thoại rồi mà tao nhìn bằng mày chắc chắn là mày lấy cái bằng đó. Mày đi sao đây nói chuyện với tao? Kể ra cháu cháu đóng bao bì đóng đóng gói rồi thì dán vào đúng không? Nếp tan tảo bán này người ta mang đi cũng gọn đấy. Tin gì mà tin? Chắc chắn là mày lấy rồi. Mày đi sang nhà cái Phan có thể đi sang là biết ngay. Đi sang má, nó đừng kéo tay vào cháu, nó đã bảo cháu không lấy rồi. Danh con mày biết cái gì? Mày cũng biết bố mày lấy trộm hay không? À, cái này đi sang ngay. Đấy rồi, anh nhớ trộm điện thoại của tôi đi không? Mau trả cho tôi đi, nếu không tôi sẽ báo công an để bắt anh đi tù nhá. Đây là sự quan tài. Thôi, có lấy điện thoại người ta thì trả đi. Không là người ta báo công an đi tù lần nữa đấy. Tôi nói anh nghe, sáng nay anh bảo người bạn của tôi mang buôn bao thuốc lá, sau đó người bạn của tôi không thấy nữa, mà ở trong cái bản này. Bạn hay có quyền cầu một tặng của nó không văn? Thì thiện người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy. Đấy, hành vi của các chị đã vi phạm quy định tại khoản 1. Nếu các chị mà tiếp tục có... มามีแต่จะฟ้าตู้เฝ้าอะไรเข้าไปอะไรมันนู้นเหมือนไม่ได้ไปตู้มามีก็เฝ้าอะไรเฮ้ยเป็นไงมาอันไอ้มาสามมามีสามไอ้ฝันหนาหล่าเพราะไงจะสอบฟ้ามามีนะหล่าหน่วยหลวงลายมันโยหักไหลอันนี้ก็ว่าต้องพูดสูงในเปลวเนอะอีกจะไหนกูมาแต่งเนี่ยนอนเมื่อจันนอนเมื่อจิ้มเราไปซื้อมาจันมาได้
ơi, ra đây làm vài bài với anh vui để bác vui để em ơi, quà. Ba ngày không gặp có đâu bây giờ đây này, không phải là chị. chuyển gian hàng khác đi. Mọi người ơi, chúng ta sẽ bỏ. Có nghĩa là gian hàng của trai có nhịn xăng, hắt từ nhịn xăng, mang xăng nhãn nhãn xăng. Nhưng mà trai nó mang rồi. Đúng rồi, bây giờ em chỉ sợ là không chỉ câu lâu tái hiện lại nên là cũng phải xem xét kỹ.